Xin chào tất cả mọi người nha. Ngày mới chúc mọi người có một ngày thật là nhiều niềm vui và tràn đầy hạnh phúc nha. Hôm nay tiếp tục thăm bẫy mọi người ơi. Đây là cái bao huyền thoại. Hôm nay bão quá trời luôn. Có ngày qua là không có mưa mọi người. Hên. Mà không biết có hay không nữa nè. Đây trưởng cái đầu tiên ra hên không? Rồi. Cái đầu tiên rất lớt rồi. Rồi ngày nay chắc không hên rồi. Đầu tiên không có là thấy hiu rồi. Đây cái thứ hai dính nha mọi người. Chuột cống bự quá mọi người ơi. Đã. Ui. Sướng quá mọi người ơi, coi nè. Mê quá. Sập rồi đây. Đây cống 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 nữa nè. Trời ơi, đã quá mọi người ơi. Được hai em khủng. Ngon quá, ngon quá. Cực kỳ sướng luôn. Được. Trật lực. Đường mòn vậy mà nó không đi mọi người ơi. Ồ vậy là được ba em chuột cống rồi, có lý rồi. Kiếm được ba em chuột cống là thấy vững trong bụng rồi đó. Ôi, đường dày mà nó không đi sao. Rồi. Trời ơi, cái nữa. Đường ngon quá mà kỳ. Chết luôn. À.
hình này chắc nghi chắc có 30 cống con chuột vàng nó luôn quá. Bèo quá rồi. Rớt nữa. Trời, trái cuối cùng nữa hả mọi người ơi. Rớt rồi. Ba chuột cống con chuột ôm 4 con. Rồi trái cuối cùng không dính luôn. Ba chuột cống. Dạ, gom 7 ra xe chạy về. Chạy về nhà là cho mọi người xem kết quả. Đây, thành quả ngày hôm nay nha mọi người. 1 con, 2 con, 3 con, 4 con. 3 con chuột cống, con chuột cơm mọi người. Chuột cơm bự ghê không? Kể ngày 3 chuột cống thì cũng quý lắm rồi. Lúc này chỗ khó bắt rồi mọi người ơi. Nước lúc này ngập rồi. Đám nào trồng chanh thì đâu có vô được nữa đâu. Vô hư chanh hết. Còn bờ giờ cũng ngập chuột. Nó đi tùm lum hết. Người ta dặn thì hà luôn. Mà giờ bắt được con nào hay con nấy vào thôi. Chứ khó ấy lắm mọi người. Ba con này cũng được. Ba con này cũng ký mấy rồi. Rồi xin tạm biệt mọi người nha. Xin hãy cho một like và đăng ký kênh để ủng hộ nha mọi người.